con xin lỗi trước nha con đi vào vì thấy cửa đang mở giáo sư ơi giáo sư ơi giáo sư ơi mở mắt ra đi giáo sư ơi dù hô à chuyện gì nói vậy mẹ đi thôi bây giờ chúng ta hãy về nhà và nói chuyện với ba của con đi nhưng mà con không muốn làm phiền ba về chuyện này chút nào hết con cứ nghe lời của mẹ đi con bỏ đi như vậy mẹ biết nói gì với ba của con đây đi thôi ờ hân xu hả ba của anh bị làm sao Sao? Bà của con bị làm sao? Bà! Anh à! Đã xảy ra chuyện gì vậy bác sĩ? Bà tôi có sao không bác sĩ? Hiện giờ thì ông ấy không sao cả. Đợi qua ngày mai là ông ấy có thể xuất viện về nhà được rồi. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Và người bà nên cảm ơn là cô gái bên kia mới phải cũng may lúc đó cô ấy đã phát hiện ra ông ấy và đã gọi cấp cứu kịp thời <laughs> mình cũng đâu có phải tệ lắm đâu ha hmm, em tới rồi nè anh đu chinh ơi <laughs> làm mẹ hả? À, chồng cũ của em không chịu nhượng bộ, bây giờ phải lập sao đây? Anh đừng cố chấp nữa, một triệu quân là quá nhiều rồi tôi sẽ cố xoay sở đưa cho anh số tiền đó ừ. bây giờ ông ta không còn cảm giác nào với tôi nữa rồi dù ông ta có biết chuyện tai nạn mười ba năm trước đi nữa thì với chúng ta cũng không có ích gì đâu chắc chắn ông ta sẽ đi báo cảnh sát đó em nói đúng đó đừng cho ông ta biết à, anh nghĩ lại đi nếu chuyện bị dở lỡ, không chỉ riêng tôi cả anh cũng bị liên lụy nữa nhưng mà Đứa con trai của em Lại không giống chồng cũ của em Sao? <laughs> chứ gì nữa Em nghĩ nó sẽ để cho mẹ mình phải đi tù thật hay sao? Chắc nó cũng sẽ không cố ý bịt miệng anh đâu chứ Anh điên rồi hả? Anh sẽ nói chuyện với con trai của tôi sao? Con trai của em là sao? Là con của chúng ta mới phải Đứa con mà chồng cũ của em nghĩ là con ruột đó <laughs> là ai vậy ta mẹ nói chuyện với ai mà có vẻ tức giận dữ vậy <laughs> em nghĩ là anh không hề biết chuyện gì sao <laughs> anh đã nghi ngờ từ lâu hành động của em đã khẳng định như vậy rồi không phải không phải đâu mẹ ơi mẹ đưa chin à, 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 à? mẹ về nước khi nào vậy sao lại không cho con biết chứ <laughs> anh đưa chin hả anh là đưa chin đúng không ôi trời ơi nhìn anh giống y như trong hình vậy á à cô là sơ ra đúng không chờ tôi một chút nha hả ờ à, có chuyện gì sao lúc nãy con thấy mẹ đi vào đây rồi ngồi nói chuyện với ai đó có vẻ tức giận lắm mà đúng không ờ à, chỉ là chủ nợ thôi mẹ ơi ừ đu à, chi à, à mẹ sẽ gặp con sau nha giờ mẹ bận việc rồi dạ con xin chào mẹ tên của con là can xê ra đó mẹ cô là ai hả cô ấy là con gái của giám đốc can <laughs> ờ gọi mẹ luôn hả <cười> mắc cười quá đi dạ tôi cho cô biết giám đốc Kang luôn dòm ngó công ty của chúng tôi giờ còn cố tình gán ghép con gái của mình trên Du nữa chứ gì mẹ ơi đó không phải sự thật mà đó chỉ là suy nghĩ của con mà thôi à, à, chuyện không phải Nên cô không nghĩ như vậy nhưng ba của cô nghĩ như vậy đó à. nhưng tôi thấy cô có vẻ phù hợp với sung Jin hơn thì phải mẹ đi đây mẹ ơi con yên tâm mẹ gặp ba của con rồi mẹ đi đây ba con sao rồi ba bị đau nửa đầu đó con thuốc hay là chữa trị gì không đây con có phải con trai của mẹ không vậy hả sao mà con tốt bụng quá vậy không biết nữa ai quay về thì mẹ của anh đu chim đó mẹ vậy lúc nãy con tình cờ gặp thê hoa rồi hả xe ra hả Cô có sao không vậy? Trời ơi, con biết Cả ba của con đang giận ngó công ty của nhà họ Trời ơi, trời ơi Người gì mà xấu xa quá vậy Sao bà ta lại thông minh quá vậy không biết nữa Mẹ ơi mẹ, con muốn kết hôn trong bình yên Nhưng mà con không có thích người như vậy Là mẹ chồng của con đâu Con yên tâm đi hứ ừ. Giám đốc Mai và bà ta đã ly hôn rồi mà Dù sao thì mẹ đã có kế hoạch cho chuyện này rồi Con yên tâm Mẹ sẽ làm cho Du xin thích con thôi ừ. Anh ơi Hả? Hmm anh đang nghĩ chuyện gì vậy chúng ta đang hẹn hò với nhau mà em thấy đau lòng lắm ờ à, à, tôi xin lỗi lúc nãy cô đang nói gì vậy <laughs> chuyên ngành thiết kế thời trang của em em nghe nói anh cũng là nhà thiết kế hả có phải anh là oliver em không không biết là mẹ có gặp chuyện gì hay không oliver em nổi tiếng lắm luôn á sao mẹ lại giận như vậy chứ cảm ơn em hơn xu cũng ai nhờ có em mà bây giờ ba của anh không sao rồi anh không cần phải nói cảm ơn em đâu chuyện ba của anh đang bị bệnh trong người anh nói cho em nghe rồi phải không ừ chẳng lẽ không có cách nào trị khỏi hả chắc bây giờ anh lo lắng lắm mong bác ấy mau khỏe lại <laughs> nhưng mà sao lại không có ai ở nhà vậy em thấy ba của anh ở nhà có một mình à chuyện đó có chuyện gì xảy ra đúng không? Anh đã bỏ nhà đi. Sau khi nói với mẹ là anh quyết định sẽ không đi Mỹ nữa. Hả? Tại sao? Em không đi Mỹ, nhưng mà anh thì là phải đi. Anh nghĩ là mình phải ở lại đây. Chỉ có vậy chúng ta mới không chia tay nhau. Sao anh có thể gì em? Mà chỉ cắt cả nhà của mình như vậy được chứ. Không có điều gì quan trọng hơn người già của anh đâu. Anh biết. Đó là lý do anh muốn trở thành một phần trong gia đình của em. hơn xua. À? Chúng ta thật sự không thể ở bên cạnh nhau được sao? Junho à, em không biết tại sao mình lại thấy có lỗi nữa anh à mẹ à mẹ đi đâu vậy hân xu ơi con lo cho mẹ lắm đó sao con khóc chứ à, mẹ đâu có sao đâu hả hân xu ơi cậu, cậu đẹp trai này nè mua bánh cho mẹ ăn con anh chính là người gọi tôi phải không ờ phải hình như là mẹ của cô đi lạc thì phải cảm ơn anh nhiều cảm ơn anh nhiều lắm không có gì giúp được mọi người như vậy tôi cũng thấy vui mà thật sự cảm ơn anh nhiều cảm ơn anh nhiều lắm ờ à. 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 dài của anh ờ à. cái này hả tôi sợ bác bị lạnh chân nên để bác ấy mang tạm đôi giày của tôi bây giờ trời cũng đang lạnh mà chào bác. Rất hân hạnh được gặp mọi người, xin giới thiệu với mọi người. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên lớp học chúng ta. Uh -huh. Ủa? Là anh hả? Ủa? Hình như tôi gặp cô rồi. Trùng hợp quá. Lại gặp anh rồi. Ừ. Không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy luôn. Cô cũng là nhà thiết kế hả? Hả? Tôi là Han Junho. Tôi là Han Su, công Han Su. <laughs> cái này là gì vậy chị xuân di tự tay kiếm ra tiền nhờ việc bán chảo cho trung tâm tái chế đó mẹ à xuân di sao chị ấy nói muốn mua quà cưới cho hên xu đó ừ. xuân di à thật không con ừ. dạ phải thưa mẹ mẹ thấy chưa chị ấy cũng muốn hên xu nhà mình kết hôn mà cho nên mẹ đừng có cố chấp nữa có được không hả con đã thuyết phục nó rồi có phải không hả Sun Di thậm chí còn không tỉnh táo nữa mà. Kết hôn gì mà kết hôn. Bản thân hơn Xu có muốn đâu. Con bé đang nói dối mẹ đó. Mẹ thử đặt mình vào đó mà coi đi. Nếu như mẹ là hơn xu mẹ sẽ đồng ý lấy Junho sao? Nhưng bây giờ con bé chỉ mới 23 tuổi thôi mà. Mẹ cũng lấy chồng lúc 19 đó thôi. Dù sao thì đó cũng là chuyện ngày xưa rồi mà. Bây giờ đâu thể so sánh với ngày xưa được. Được rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy giơ tay bỏ phiếu đi. Con đồng ý. Con, con cũng đồng ý nữa hai trời một nè vậy là tụi ờ? con thắng mẹ rồi đó nha không có bỏ phiếu gì hết á con đừng có làm chuyện mắc cười như vậy ra ngoài ờ. con nữa ra ngoài hết đi không ra ngoài mau đó ra ngoài mẹ, ơi. mẹ này ờ, ra, ơi, ra ngoài ra mẹ ngoài, mẹ. ngoài mẹ. À, ra ngoài mẹ ra ngoài hết. như vậy mà trời ơi trời ơi đi đi cô à đó mẹ mẹ đi đi sao mẹ lại kỳ quá vậy ra ngoài trời ơi mẹ ơi bà nội đi đi con mẹ ơi cô ơi có chuyện gì hả cô bà đuổi cô đi vì cô nói là con nên kết hôn ôi cô cũng không ngờ bà ấy cố chấp như vậy đó hồn xù ơi làm sao đây con mẹ ơi mẹ yên tâm đi để con và nói chuyện với bà nội cho đi! Đi, hay... đi, đi 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 hả thật chứ ừ mm đu Trinh không nói gì về việc hẹn con bé nữa anh biết ngay mà cũng tại sera không có hiểu tính đàn ông gì hết Du ờ, chin không hiểu tính phụ nữ thì có sera nhà mình không làm gì sai hết mà chúng ta thành thật với nhau đi nó là con gái của anh mà anh không biết hả tính tình con bé xấu như vậy anh à trên đời này không có ai là hoàn hảo hết huống hồ con bé lại là cô gái xinh đẹp hơn người như vậy nên chúng ta không thể hy vọng con bé cũng có tính nết tốt được đâu Em đang nghĩ cái gì vậy? Nghĩ chuyện tương tự như anh đang nghĩ. Mà đu chị... Anh cứ đợi đó đi Xe ra này sẽ nắm thớp được anh thôi đúng rồi em thấy anh nên thuyết phục chủ tịch ma đi cho đua chin kết hôn với sera đi mà trời ơi bây giờ trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy dù sao thì em cũng muốn sera kết hôn với một người đàn ông đàng hoàng và tử tế như vậy con bé không phải đối đầu với thê hoa rồi sao lại nhắc tới thê hoa làm gì chứ <laughs> không biết gì hết cô ta về nước rồi đó <laughs> Anh điên hả Chẳng lẽ Anh định nói chuyện này với con trai của tôi sao Con trai em là sao chứ Là con của chúng ta mới phải Không biết anh ta đang lên kế hoạch gì nữa đây Anh tìm em hả anh Ừ Ba có chút chuyện muốn nói cho em biết nè Có phải là chuyện về mẹ không vậy Nè Bà ấy đã tới gặp con sao khi con đi con mắt thì uh, tình cờ gặp mẹ thôi ba nhưng mà ba có biết lý do tại sao mẹ quay lại hàn quốc này không vậy ừ. mặc kệ bà ấy đi ba sẽ lo vụ này sao mà con mặc kệ được chứ ba đáng lẽ bây giờ con nên ở mỹ mới phải đó quên đi con cũng không thể ép mẹ con ở đây được đâu dù sao thì bà ấy cũng là người mẹ không tốt nhưng mà dù sao đi nữa thì vẫn là mẹ tụi con mà ba theo như anh thấy thì bây giờ em nên đưa mẹ quay lại Mỹ đi. Em biết rồi anh à. Ba, ba đừng có lo chuyện này nữa nha. À, đừng để cho giờ chị biết. Còn bé lúc nào cũng vậy, luôn coi mẹ của nó là thần tượng mà. Dạ. <laughs> em làm gì trong phòng của anh vậy hả? Có chuyện gì sao? Anh thấy chị ấy sao hả? Anh có thích không Sao có thể nó thích cô ấy hay là không thích cô ấy được đây Vậy là không thích rồi Anh chỉ đeo đủ những cô gái mà anh có hứng thú thôi Hay là anh đã thích ai đó rồi có đúng không Anh cũng mong là được như vậy đó Sao mình lại nghĩ về cô ấy vậy ta Ai vậy Không có gì Có người sắp kết hôn rồi nè Hả? Ừ. Thôi được rồi con đừng có lo lắng nữa cô sẽ cố gắng tìm ra cách thuyết phục bà của con cô đảm bảo với con luôn con sẽ được kết hôn cô đừng nói vậy mà thôi bỏ đi con cứ để cô giải quyết chuyện này cho thôi khỏi đi dù sao đi nữa con cũng không thể xa mẹ và bà nếu vậy thì cứ để hai người đó kết hôn luôn là xong rồi cô kết hôn đi trời ơi em còn không biết chừng nào chị sẽ nói vậy đó <laughs> Thật ra... Bà nội của con cũng muốn con kết hôn lắm rồi đó. Nhưng có lý do... Làm cho bà của con lo lắng... Nên mới do dự như vậy thôi. Có một lý do... Làm bà do dự hả? Lý do là gì vậy? Hả? Ờ... À, à, chuyện đó... Bà của Mương Hô nói là... Hân Sư sẽ phải kết hôn hai lần. Nếu như con bé kết hôn khi còn trẻ vậy chúng ta không được để nó lấy chồng sớm à, bà của con sống vất giả rồi cho nên con là tất cả với bà đó nên bà mới không muốn con lấy chồng sớm đó thôi ừ đúng vậy mẹ đã có một cuộc đời vất giả rồi không ai có thể sống giống như bà ấy <laughs> mẹ ạ à. nhìn ừ. đi mẹ con sắp trở về trạng thái tự kỷ rồi đó mấy ngày nay chị ấy đã bình thường hơn rồi mà mẹ đói bụng rồi hả ờ à. giờ phải làm à. sao đi là cô à. À. đáng lẽ cô không nên ăn sớm à. mẹ thấy đói bụng quá trời luôn Hi. con có tiền không à. dạ không à. À. tự nhiên mẹ muốn ăn bánh quá à. 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 cô rất muốn ăn cơm trộn à cô rất muốn trộn cơm chung với nhiều kim chi ki. sau đó ít dầu hạt mè vào rồi rắc bột ớt và trộn đều lên trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi, trời ơi ngon lắm đó <laughs> à, Ô, trời ơi Trộn cơm với nhiều kim chi nè Rồi sau đó ăn thôi Chị thấy đói bụng quá chừng luôn á Cô ơi trộn nhanh lên đi Con đói bụng quá Xong rồi xong rồi ăn rồi. thôi Yeah. con nghĩ chắc bà không còn giận nữa đâu đúng không? <laughs> thôi kệ ăn ơi. đi, ăn đi, ăn đi con. Ha, ha, ăn là... ngon quá à, đi. Anh... À, đúng rồi. sao hôm nay con về trễ vậy? có chuyện gì không? à chuyện là con thấy ba của Junho bị ngất xỉu. Hút rồi sao nữa? con thấy ông ấy bị như vậy nên đã gọi cấp cứu. giờ đã ổn rồi. Trời ơi, nếu vậy là may quá rồi, nè, chắc con và Junho có thể kết hôn đó Dạ, con đã cứu mạng ông ấy rồi còn gì, theo lẽ thường ừ. tình họ không thể không chấp nhận con được, cô nói có đúng không? Ừ. À, để cô nói cho con nghe nha, mẹ Junho sẽ để hai đứa lấy nhau thôi Thế? Ôi, gì chứ, cô nói thật đó anh thấy sao rồi hả anh thấy đỡ hơn nhiều rồi em đừng lo lắng quá được rồi ừ. anh uống thuốc đi à. đây nè vinh hô đâu rồi em kêu con đi cảm ơn hân xu rồi mai mà lúc đó con bé gọi điện kịp thời Chắc lúc đó con bé cũng sợ lắm Nhưng mà hành động lại rất tỉnh táo Con bé đúng là rất thú vị Còn tốt bụng nữa Đó là lý do em cảm thấy có lỗi Em à Em nghe anh nói nha Dạ Chúng ta Cứ để Junho làm theo ý của nó đi Bây giờ anh cũng không được khỏe Nên cứ làm theo những gì nó muốn đi em à anh à bây giờ anh không biết sẽ sống được bao lâu nữa nên muốn thấy con kết hôn biết đâu được anh sẽ thấy cháu nội của mình trước khi qua đời bà nội của con. Hình như thương mẹ nhiều lắm có phải không? Ừ. Bà con mất khi con còn nhỏ, nên mẹ không biết cảm giác đó ra sao. Nhưng bà nội của con đối xử với mẹ như con ruột của mình vậy. Con vẫn còn nhớ rất rõ. Bà nội đã từng nói với con, mẹ là món quà tốt nhất mà bà ấy từng có được. Còn con có biết bà nội của con đã nói gì trước khi ra đi không bà đã nói gì vậy mẹ bà đã nắm chặt tay của mẹ rồi nói như vậy với mẹ nè văn e à mẹ chỉ biết trước khi qua đời bà chỉ gọi mình tên mẹ thôi lúc đó mẹ mới biết bà nội Luôn coi mẹ giống như con ruột của mình. Junho <laughs> à, kể từ lúc con chào đời, mẹ đã thề rồi. Mẹ sẽ là một người mẹ chồng tốt, giống như bà nội của con. Từng đối xử tốt với mẹ vậy. Mẹ à. Con cũng muốn giống mẹ. Yêu thương người phụ nữ của Junho vậy đó. Mời vào. Giáo sư ơi, em đem theo giấy tờ hết rồi nè giáo sư. Ừ, em cứ để đó cho thầy. Là cô Hân Xu? ô chờ anh ma hai người bộ quen biết nhau hả tụi em cứ tình cờ mà gặp nhau hoài đó thầy ừ. vậy sao vậy là hai người có duyên rồi thật vậy hả anh là nhà thiết kế kim thợ mai thiên tài oliver em sao anh đang là ngôi sao sáng đó cô nói đúng rồi đó sao vậy không tin được luôn hả không thể tin nổi không ngờ tôi lại gặp được anh luôn cũng đúng mà chuyện này rất bất ngờ tôi không muốn tự nhận là thợ ma chút nào hết á đừng nói như vậy tôi nghĩ quyển thiết kế đó của anh hay lắm giám đốc ma nhưng mà cô đừng có gọi tôi là giám đốc ma có được không vậy tôi lớn hơn cô có bốn tuổi thôi mà Chứ tôi biết gọi anh là cái gì gọi anh đi <cười> <cười> cô thú vị ghê ha không ngờ cô học thiết kế thời trang nữa, cô đang theo nghề của ba mình có đúng vậy không? Phải, đó chính là lý do tôi nghe tính Oliver em này. Ừ. Wow, bất ngờ thật đó, tôi không ngờ Oliver em biết nói tiếng Hàn luôn. Là do cô ngốc thôi. <laughs> à, cuộc hẹn thứ hai, dĩ nhiên anh ấy có hỏi rồi. Trời ơi ganh tị quá. Hồ. Gì vậy? À, chúng tôi đang nói chuyện về cuộc hẹn vốn mặt à <laughs> nhưng mà tôi nói cho cậu hay, lúc nãy tôi tình cờ nhìn thấy Hân Xu đang ngồi với một anh chàng hot lắm đó. Hot hả? Không phải Junho không... sao? Không biết anh chàng mà Hân Xu gặp là ai vậy hả ta? À? Trời ơi, bực mình quá đi. Sao những anh chàng hấp dẫn lại cái gì quanh con nhỏ đó không vậy trời? Ma Maduchin? Đó là anh Maduchin mà ta. Còn người phụ nữ đó là ai chứ? Tôi thật sự không sao đâu. Tôi có thể đi xe buýt về được rồi. Nhà của cô cũng tiện đường về nhà của tôi mà. Vậy cảm ơn anh nha. Nhờ có anh mà tôi về nhà tiện hơn nhiều. <laughs> Ý cô là kêu tôi lái xe cẩn thận hơn chứ gì. À... Yun Gì vậy? Rốt cuộc là anh đang đưa tôi đi đâu đây? Đây là nơi Bốc Xuân Di đang sống. Ai hả? Vợ của người đàn ông mà em Tông chết đó Cô ấy đang sống ở đây Sao? Qua, quá, quá, phụ hả? Đúng vậy Bà ấy nói Hương Xu sẽ trở thành một quá phụ Nếu như con bé kết hôn khi còn trẻ tuổi đó Hơ, bà, 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 ấy nói Hương Xu sẽ kết hôn hai lần thật sao? Khi Dùn Hồ tới Nói muốn kết hôn với con bé con không biết mẹ sợ tới mức nào đâu Tim mẹ muốn ngừng đập luôn ch Con cũng thấy sợ Nếu nói như vậy Đó chính là lý do mẹ không muốn tụi nhỏ kết hôn có đúng không Dù sao mẹ cũng không thể phớt lờ những gì đã nghe được đâu con <laughs> Mẹ à Mẹ ghét phải tin lắm Nhưng hơn xu trở thành quá phụ Có nghĩa là Junho sẽ Đúng vậy n Nếu là như vậy Nghĩa là Junho sẽ chết rồi còn gì x Con đừng có nói lớn tiếng như vậy chứ <laughs> Ờ, hàng gì mẹ cứ nhất quyết phản đối chuyện kết hôn Con cứ tưởng Mẹ là bị làm sao Nên mới cấm cản tụi nhỏ như vậy Junho là một người tốt Lại được sinh ra trong gia đình Có già giáo nữa Con biết không Mẹ cảm thấy thích thằng bé lắm Nhưng mà mẹ không thể kêu hơn xù lấy thằng bé được Mẹ đau lòng lắm chứ Không được đâu mẹ ơi Chúng ta không thể nào Dựa vào lời của bà Mân Hô Mà đưa ra quyết định như vậy ờ, Hay là chúng ta Đi coi ở chỗ thầy bói khác đi có được không? Đi thử đi mẹ Hả? Nha? Đi 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 đi, Nhanh lên đi mẹ ạ à. Đi 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 với con đi con Trời ơi Chúng ta mau đi hỏi thử xem Hơn sư có thành quá phụ hay không không có thể đi, nói như vậy được chứ à, 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 à. Sao anh lại làm như vậy chứ Buông à. tôi ra Buông tôi ra Đi theo anh buông ra. Đi theo anh Em phải gặp cô ta một lần chứ Anh mau buông tay tôi ra đi anh đó, anh đúng là một thằng hèn mà. Sao anh có thể hạ lưu như vậy được chứ? Còn cô, cô đã lợi dụng tình yêu của tôi để bắt tôi đã đứng đánh hậu quả còn gì nữa. Cô nói tình yêu gì ở đây hết. Thật ra những gì anh muốn chỉ là tiền mà thôi. Đúng đó, tiền. Nhưng mà cô cũng thích tiền nhất mà không phải sao? Hả? Cô đã từ chối lời cầu hôn của tôi và kết hôn cùng giám đốc mà còn nói không thể yêu một người đàn ông nghèo tôi hiểu con người cô mà vì tôi yêu cô thật lòng là... nhưng mà nhưng sao chứ cho dù thời gian có trôi qua thì tôi vẫn luôn cảm thấy cô đã hủy hoại cuộc đời tôi cô có biết trong lúc ngồi tù thai cô thì tôi đã mất công việc của mình hay là không bây giờ tôi biết hy vọng cái gì nữa đây Chính là vì vậy Nên tốt nhất đừng chọc cho tôi giận làm gì Lần sau tôi sẽ không dừng tay lại như bây giờ đâu Nè Lần Lần sau là sao Nếu những chuyện tôi đã làm không khiến cho cô sợ Thì tiếp theo tôi biết tìm ai Chẳng lẽ Đây không phải là sự thật Thằng bé không phải là con trai của anh đâu có cần kiểm tra huyết thống không? Lấy một sợi tóc cho tôi dễ như trở bà tay. Cô đừng có coi thường tôi. Cô đừng có cố gắng tìm cách lừa gạt tôi để thoát khỏi chuyện này nữa. Chẳng lẽ anh muốn thấy tôi chết anh mới vừa lòng sao? Chết hả? Cô chết sao? Đúng vậy. Chẳng lẽ anh muốn thấy tôi chết hay sao hả? anh muốn vậy có đúng không cô sẽ không chết đâu cô sẽ giết tôi trước khi cô chết <laughs> anh đứng lại đó <laughs> 저 여자, 저, 저여 저 뭐야? 그, 그, 그여자